đẹp trời như hôm nay, nhẹ bồng bềnh như mây bay, phải chăng là lạc mây giữa trong thiên đường, tình đường nhạc lại vang bên tai, cho ngày mới nắng lên trên vai, rồi nhà cười em thanh thang, ô hay trời đất như quay quay nàng đến, nhẹ tựa sâu, la 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 chút nhát thương mang gửi cho lời tôi chưa dám nói vu vơ khẽ thôi giữa mây. Các vị khán giả thân mến, và các mời sẽ vượt qua thử thách của Thanh Phương ngày hôm nay đó chính là ca sĩ nhạc sĩ Minh Thư. Xin chào. Thưa nè, thường khi mà thấy tôi xuất hiện ở trên sân khấu là một ca sĩ rất là đa dạng phong cách, còn trong bữa ăn thì như thế nào? Trên sân khấu thì chắc là Phương với lại khán giả sẽ thấy Thư rất là đa dạng phong cách, hát những bài buồn rồi đến những bài vui, nhạc nào cũng có thể hát được. Mà nấu ăn thì chắc có lẽ chỉ có một vài món là tủ thôi. Mà không biết hôm nay là Phương mua cái gì để mà Thư có thể trổ tài. Sơ qua nha, nè có gà nè, có sả, có khoai lang, có dừa bào, rồi củ hành. Wow. Vậy là món này là chắc là cà ri rồi đúng không? Cà ri gà đúng phải không? Rồi, rất là thích ăn cà ri. Mà nghe nói là ca sĩ Minh Thư nấu cà ri ngon lắm, nên quyết định ngày hôm nay là âm mưu mua những cái nguyên liệu này để mà nấu cà ri đó. Sao Phương hay quá vậy? Món này món tủ quá thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện thôi. Đầu tiên phải là ướp gà nha. Các công đoạn sơ chế của mình đã xong rồi. Còn bây giờ thì Phương giúp Thư cắt những cái củ quả này ra ha. Dạ. Minh Thư ơi, có bí quyết nào để làm cho cái món cà ri này ngon không? Những công thức nấu ăn khác Thư thấy không có ướt, nhưng mà tại vì nhà Thư thích ăn đậm đà, mà đậm từ cái miếng thịt ra luôn, cho nên là mình ướp trước thì nó sẽ có những cái mùi vị nó thấm hơn. Gia vị thì sẽ có bột nêm, thêm một tí muối và đường. Xong rồi thì chúng ta sẽ trộn đều cái phần gà. Phương có để ý không là Thư không có chặt đùi ra luôn. Là tại vì Thư cũng thích cái kiểu mà ăn cái miếng nó to to để mà mình có thể cầm lên và cắn xé. Cái cảm giác của nó rất là ngon miệng. Còn nếu mà muốn gia vị thấm nhanh hơn thì mình có thể khứa ở trên cái đùi gà này. Trong khi mà chờ cái đùi gà này thấm gia vị trong khoảng 30 phút thì Thư sẽ đi nấu nước sôi để mà mình vắt nước cốt dừa. Phương hiểu rồi. Nguyên liệu khoảng 1 ký gà thì mình sẽ khoảng chừng nửa ký dừa bào. Nửa ký dừa bào mình có thể vắt ra khoảng chừng một chén nước cốt dừa này thôi. Xong rồi còn cái phần mà nước giảo á, mình nấu luôn cả cái phần nước cốt giảo thì cái nước nó sẽ béo hơn. Chị Thư nhà có vừa nấu ăn vừa hát không? Vừa nấu ăn vừa hát thì chưa thử. Sao vậy? Tại cũng không dám thử nữa, sợ mình lo hát mình mất tập trung, cái mình nêm tùm lum tùm la không đúng quy trình. Nãy giờ thì cũng đủ 30 phút ướp gà rồi ha. Bây giờ mình sẽ làm cái nước sốt cà ri. Khi mà dầu nóng rồi mình sẽ cho tỏi và sả băm. Và cuối cùng là cho cà ri khô, cà ri bột. Khi mà cho cà ri vào thì các bạn khuấy đều tay nhanh, thật là nhanh, rồi hãy cho cái này vào chứ không là sẽ bị khét cà ri nhé. Thơm quá Thư ơi. Nghe là thấy đói bụng rồi đó. Và khi gà đã săn mặt thì mình sẽ cho nước sôi vào, nước lọc vào hay là cho nước cốt dừa vào hả Thư? Mình sẽ cho nước cốt dừa. Phương dắt xong chưa? Dắt xong rồi nè. Đây, nước cốt dừa Phương đã chắc và lượt ra rồi đây. Cảm ơn Phương. Thư sẽ cho vô khoảng nửa chén. Còn cái phần còn lại nó nữa, sau khi mà mình nấu xong hoàn tất rồi mình sẽ đổ vô. Thì mình sẽ dặn cái lửa lại cho nó riu thôi, để cho nó thấm. Bây giờ thì cái nước dùng nó sần sệt lại ha. Dạ. Bây giờ mình sẽ đổ nước giảo vô ha.
bây giờ chị sẽ bỏ xả vô ha. Cái phần xả này nãy mình đã làm bầm dập nó cái phần đầu rồi, có thêm mùi xả nó sẽ thơm hơn. Mình cũng sẽ bỏ luôn cà rốt. Sau khi mà cho cà rốt vào, chắc đợi khoảng chừng một vài phút sau mình có thể là mình thử gà coi có nó mềm chưa. Tại vì khi mà mình bỏ khoai vô thì khoai nó rất là nhanh chín và nó cũng sẽ mau rục. Cho nên là khi đợi khi đến nào mà cái thịt gà mình nó cũng hơi mềm rồi, mình có thể lấy đũa mình xăm để mình biết, thì mình sẽ đổ hết những phần còn lại vào. Nhưng mà trừ cái phần hành tây, cái thơ nó cũng mềm rồi nè, thôi mình bỏ luôn khoai vào ha. Và cái phần hồi nãy là Thư có nói là chừa lại một phần nước cốt dừa, mình sẽ đổ vô luôn. Sau khi mà mình đổ nước cốt dừa vô thì đợi cho nước nó sôi dùng lên, mình sẽ bỏ hành tây vào. Rồi thì mình sẽ tắt bếp luôn ha. Rồi Phương cho Thư cái tô nha. Rồi đây, đây là cái món mà Thư rất là thích nhưng mà không có dám ăn thường xuyên. Sao béo đúng không, có nước cốt dừa nhiều nè. Cái vị nó béo vừa phải nè. Gia vị thì thấm gia vị rất là thơm đặc trưng của mùi cà ri. Ngon quá. Ăn cái món này mình có thể là ăn với muối tiêu chanh, nhưng mà Thư thấy ăn vậy cũng đủ ngon rồi ha. Thường Thư hay ăn với bánh mì. Đúng rồi, Vân cũng thích ăn với lại bánh mì. Bởi vì ăn với bún thì cái vị bún hơi chua chua, nó làm mất đi phần nào đó cái vị đậm đà của cà ri. Nên ăn với bánh mì thì Thư thấy là ngon nhất đó. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có được một buổi trò chuyện thân mật. Và hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị khán giả nấu món cà ri ngon giống như là ca sĩ Minh Thư. Và chúc cho ca sĩ Minh Thư sẽ ngày càng thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp ca hát của mình. Cảm ơn Phương rất là nhiều. Thư cũng xin cảm ơn chương trình đã cho Thư một cái khoảng thời gian để có thể đứng đây nấu ăn cùng với lại Phương, cho quý vị khán giả thấy thêm một khía cạnh mới, một khía cạnh khác của Thư nữa ngoài công việc. Một lần nữa cảm ơn và mến chúc quý vị sẽ có một ngày thật là nhiều niềm vui.